Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 hiện vẫn diễn biến phức tạp tại các khu công nghiệp. Theo báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp, từ ngày 16 tháng 10 đến nay đã có hơn 20 ca F0 tại 6 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và hầu hết là người lao động chuyên gia, lái xe, phụ xe từ ngoại tỉnh trở về. Lo ngại dịch bệnh xâm nhập gây đứt gãy chuỗi sản xuất trong cao điểm cuối năm, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã chủ động siết chặt các biện pháp phòng dịch, nâng cao nhất mức cảnh báo nhằm ổn định sản xuất và đảm bảo an toàn cho người lao động. Từ ngày 16 tháng 10 đến nay, toàn bộ gần 400 lao động công ty trách nhiệm hữu hạn hóa chất Hilson Vina, khu công nghiệp Cái Mép, thị xã Phú Mỹ đã trở lại làm việc theo phương án phòng chống dịch đã được Ban Quản lý các khu công nghiệp thẩm định. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong những ngày gần đây, công ty đã chủ động siết chặt hơn các giải pháp phòng chống dịch nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch xâm nhập vào nhà máy. Ngoài việc yêu cầu toàn bộ người lao động trong doanh nghiệp, nhà thầu, thì chúng tôi cũng yêu cầu khách đến làm việc với công ty đều phải có giấy test âm tính trong 72 giờ. Mặc dù điều này là không bắt buộc, nhưng chúng tôi vẫn yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho nhà máy. Ngoài ra, người lao động cũng được test sàng lọc 5 ngày một lần. Để ngăn ngừa dịch COVID-19 xâm nhập vào các khu công nghiệp trên địa bàn, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã hướng dẫn doanh nghiệp xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động, giám sát việc cách ly tập trung, quản lý F1, F2 tại các doanh nghiệp đã xuất hiện dịch. Đề nghị doanh nghiệp duy trì các tổ COVID để kịp thời khoanh vùng dập dịch ngay khi mới phát hiện. Tại văn bản số 3873 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu doanh nghiệp phải có kế hoạch phòng chống dịch và phương án xử lý khi có trường hợp mắc COVID-19 trong doanh nghiệp. Kế hoạch phương án phải được Ban Quản lý các khu công nghiệp thẩm định. Hiện nay thực tế các doanh nghiệp đang hoạt động thì khoảng hơn 370, nhưng mà cộng thêm cả nhà thầu nữa thì gần 500 doanh nghiệp đã xây dựng phương án này. Và hiện nay thì Ban Quản lý cũng đã xử lý cũng khoảng chừng 70%. Số còn lại thì họ vẫn đang làm, đang gửi lên. Quy định của Ủy ban tỉnh là giao Ban Quản lý khu công nghiệp là trong vòng 3 ngày là phải phê duyệt xong phương án cho doanh nghiệp. Thì Ban Quản lý hiện nay đang chấp hành nghiêm cái chỉ đạo này. Và bất cứ doanh nghiệp nào gửi lên dù bất kể ngày hay đêm, bởi vì gửi qua website mà, cho nên ban sẽ xử lý nhanh hơn cái thời hạn mà quy định của Ủy ban. Văn bản số 3873 của Ban Quản lý các khu công nghiệp cũng khuyến khích tổ chức test kháng nguyên nhanh cho tài xế, người cung cấp dịch vụ khi ra vào hàng ngày tại cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp. Đề nghị doanh nghiệp quản lý chặt chẽ việc đi lại, sinh hoạt, ăn nghỉ và tổ chức xét nghiệm định kỳ theo quy định cho người lao động. Người lao động làm việc tại doanh nghiệp phải thực hiện khai báo y tế hàng ngày bằng cách quét mã QR. Bên cạnh đó, doanh nghiệp chủ động liên hệ với Sở Y tế để được hướng dẫn việc thiết lập bộ phận y tế tại doanh nghiệp. Lựa chọn sử dụng các loại kit xét nghiệm đạt chất lượng để kịp thời phát hiện ca bệnh và có phương án xử lý phù hợp hiệu quả. Các doanh nghiệp phải xây dựng và triển khai phương án phòng chống dịch COVID-19. Với nguyên tắc an toàn mới sản xuất phải an toàn, các doanh nghiệp không có phương án phòng chống dịch COVID-19 hoặc phương án phòng chống dịch không đáp ứng yêu cầu thì phải đóng cửa. Trường hợp nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.